làm chuyện có lỗi với đàn em tổ mạng á. Nhiều khi đang ám hiệu chứ mọi người hiểu hết đó. Không ai hiểu. Tức nhà các bạn còn cái điên. Quá trời rồi. Bạn nó quá còn lại dựng cái bà ơi. Chị Quyền nó cũng nó điên nha mọi người. Tự nhiên chị Quyền không nói hết cái ám hiệu vậy, ai hiểu gì hiểu không? Tại ăn cơm. Cơm trưa nè phải không? Giờ này mới được ăn. Cơm chiều á chị. Giờ này là mới là ăn cơm trưa. Thì đó thì chị hỏi là cơm trưa đó. Tập luyện từ mấy giờ? Đây. Cội cũng có tập luyện. Ăn sốt không có tập luyện giờ mới được ăn. Có dưa hộp mà thiếu cái muỗng là sao? Nếu thì không đến, phải ăn qua bình muỗng mất tiêu rồi. Anh bóc đi em. Này kẹt quá à. Ăn đũa đi. Ủa nãy ăn rồi mà. Nè có đũa nè. Nãy ăn rồi mà. Ủa thôi rồi, vậy là ăn sẵn sai đó hả? Cực khổ. Dĩ nhiên cực khổ mà ăn được có hộp cơm mà còn hậu cần ăn tới hai hộp. Ủa mà ăn hậu cần, nó đâu phải hậu cần đúng không? Nó chỉ bán lập xưởng thôi, nó đứng nó bán lập xưởng thôi. Bà phải bán đắt đâu mọi người, lập xưởng bà lộ ế thấy mẹ luôn. Phải như thằng này nó không dơ bán chê. Ờ, nó lấy thằng một tay, nó chiên lập xưởng, còn tay dơ cái bạn chê đó. Hỏi sao là lập xưởng không ế? Vậy là nguyên nhân ế là do nhỏ bán rồi. Ờ, đã bán ế mà còn ăn nhiều hơn diễn viên nữa. Trời đất ơi. Nên đuổi. Nên sa thải, nên thay đổi một nhân viên khác. Trời, thay ảo ảo chưa? Không. Tại vì hả? Sao? Trước khi bận ẩn bán một cái gì đó, ẩn phải nghiên cứu về sản phẩm. Sản phẩm bán ngon ẩn mới bán. Vậy là ẩn chưa ăn thử hả? Ăn thử chưa? Ăn rồi. À, rồi sao? Nên ẩn quyết định không bán. Còn nói với lập xưởng ngon kìa mọi người, chớ ủng hộ chị lộ đi mọi người. Lập xưởng ngon. Đã trời ơi. Rồi bây giờ hỏi cho cái vụ hôm qua. Hôm qua là nghe tin đồn là ẩn mua giải rồi đi cửa sau rồi. Ẩn thấy sao cái tin đồn này có chính xác không? Trời ơi, ai mày đồn ác ghê. Nó đồn mày mượn nó 10 triệu con gì ta? Con Du Quyên nó đồn mày mượn nó 10 triệu đã mua giải vô top của Miss Sài Gòn Tân Thời. Nó láo nha mọi người, em mượn tới 20 triệu lận. Em mượn tới 20 triệu lận mà nó nói em có mượn có 10 triệu à. Nghĩ sao cái giải mà vô top của Sài Gòn Tân Thời mà chỉ xứng đáng 10 triệu hay sao? 20 triệu mà em còn đang sợ là mua không được nè. Đang phải chạy đôn chạy đáo tính hỏi mượn chị Quyền. Mà chị Quyền khi dễ, chị Quyền không cho mượn. Nó mà chưa có hỏi. Bây giờ hỏi em chuyện khoản cho. Kệ. Mà quan trọng bây giờ không biết giải bao nhiêu tiền. Bây giờ giải thưởng là 20 triệu, giải bỏ 20 triệu ra là em được là một là em là á hậu, hai là em là hoa hậu. Ủa. À, có nghĩa là tổng giải thưởng là được 20 triệu hả? Giải thưởng hoa hậu là 20 triệu. Wow. Sẽ có những giải phụ mà không biết là giải phụ như thế nào, nhưng mà quan trọng nhất là của em chơi cái này là chủ yếu là em đem phần trình diễn ra làm gì mà em háo thắng gì em. Hả? Em nghĩ là em quá số tuổi không? Không biết là em mua trước luôn hiểu không? Chứ cái phần này đâu nói. Nếu bây giờ là giải ta cho em 20 thì em phải mua là 30. À. Hoặc là 21, 23, em phải hơn cái số đó người ta mới bán cho em. 20.500 được. Em ví dụ giải mà 20 triệu mua lại 20.500 được không? Hả? Xí rồi hồi nãy cái vụ em nói là em mượn 20 triệu là em đã mua chưa, em đi cửa sau chưa hay là mới mượn. Mua là chỉ mượn thủ tiền sẵn thôi, là chỉ cần nhắn tin chị Lộ hỏi chị Lộ giải bao nhiêu là chị Lộ có cái là bắn qua liền, nói không? Có nghĩa là bây giờ đang trong thời gian đi gom tiền. Hả? Thì trước mắt là chỉ mới gom được có 20 triệu à. Thì tình hình là không biết cái giải như sao đó, em nghĩ là chắc cũng phải 30-40 mới đủ. Thì mọi người quyên góp cho em đi. Mọi người quyên góp cho em để em mua giải mọi người. Quyên góp cho kịp. Chứ em thi gì quá không có đậu cuộc thi nào hết á. Tối hôm nay chị nói chung chị em mình trong cuộc thi này chị em phải vô top 5. Cho dễ thương lắm là đầu solo tao gần hiểu không? Đúng rồi. Em phải làm mọi giá vô được top 5. Top 5 hả chị mình? Để Diễm Sương thực hiện lời hứa. Đúng rồi. À, Diễm Sương nói em với cậu Cồng mà vô top 5 là Diễm Sương sẽ unfollow đàn Sài Gòn Tân Thời. Đó, mình phải có drama đúng không? Coi như là em bỏ tiền ra để em mua giải và em đuổi Diễm Sương ra mọi đàn đó. Nói chung hai chị em mình đi thi để chủ yếu gặp ai biết không? Hả, gặp ai? Chị đi thi Miss Lô Tô Sài Gòn Tân Thời chủ yếu đi.
biết á hồn một lại rồi. Trời đất ơi, trời ơi. Vậy là ý là chị đứng trong cánh gà chị coi á hả? Rồi lúc người ta nhận giải á, không có tiền thì ao to. Không không, lúc không không công nhận nha. Bình thường đó là ta nói em là nhân viên văn phòng hay là thông minh lắm rồi, lúc này em ngu nha. Không, không nói cho em là chị nói em coi ai là á một thì chị ngồi dưới khán giả hoặc là không chị ngồi dưới cánh gà thôi. Chị là quá hậu nào không em. Chắc em chết rồi. Trời ơi. Không có, em có 15 triệu mà chị mua 20 lần. Không, nãy giờ 20 triệu là em chỉ chuẩn bị thôi. Chứ còn em đang gom tiền rồi, em gom khoảng 4-5 triệu thua. Tại vì đây là làm bên tài chính, đầu cầu thua. Em quy động vốn, em hay lắm, động vốn công ty em luôn. Phải thua, chào chào thua, chị chúc mừng em nha. Chúc em qua hậu nha. Vậy là em là chị đã hậu đó. Coi chừng em thao tết đầu tiên đó. Trời đất ơi, hai chị em mưu tính quá trời rồi. Quá trời quá đất. Vui nha mọi người. Chứ là em mua giải thiệt. Em đi cửa sau thiệt quá không? Chuyển khoản liền tay. Hả? Kìa đó, đó đây, 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 đây. Đây, đây bằng chức nhiêu, giải nhiêu. 10 triệu. Trời ơi, có 10 triệu rồi, 10 triệu. Ủa, hồi nãy là... Đủ tiền rồi. Ủa, dư sức luôn, trời ơi. Chị bao em luôn 20 luôn. Chuyển liền. Chắc chắn là chị phải được và qua hậu nha. Chuyển liền. Bây giờ chị sẽ cọc trước. Chị cọc trước em 10 ngàn. 99%. Chị cọc trước em 10 ngàn. Bên em cọc trước 99%. 99% là chi là 10 triệu mà 99% là 10 ngàn. Ủa là chị tiễn em 10 ngàn. Không chị, không ai làm em mà tính như chị. Trời đất ơi, chuyên gia tài chính mà tính như kìa. 10 ngàn cọc hết. Nè, khoan, từ từ. Mình sẽ chia ra từng giai đoạn, đúng không? 10 triệu thì chị cọc trước em 3 triệu là chị vô top 10. Vô top 10 là chắc chắn là được vô top 10 đúng không? Chị vô top 10 xong. Chị vô được top 5, bắn em 2 triệu. Bắn liền đi. Bắn điện thoại ra. Không, mình phải thỏa thuận trước cái đã. Ok, em chấp nhận. Làm ơn cho công bằng giùm tí. Làm ơn cho công bằng giùm tí. Hả, công bằng? Ủa, chơi công bằng mà. Ủa, có chơi nó có chịu. Thì ta có tiền thì ta mua. Đấu giá đi. Nếu mà em bỏ ra 2 triệu, chị bỏ ra 7 triệu vẫn được vậy. Thì chị bỏ đi. Đúng không? Quan trọng nhất là bây giờ chị không, chị thích là cái tự nhiên, cái sự tài năng của mình thôi. Chứ bây giờ mình có tiền mình mua cái gì cũng được. Đúng không? Quan trọng nhất là em phải xứng đáng với cái giải thưởng của em. Chứ em để cho người ta chửi cha mắng mẹ em, làm sao em chịu nổi. Tại đúng vì, chưa? Tại vì thấy em không xứng đáng cho nên phải mua thôi. Tại vì thấy em không xứng đáng cho nên phải mua thôi. Hello, Long Vị. Hello, cả nhà nhiều. Trước đêm chung kết thì em có cái cảm xúc gì, lúc này mình có cảm thấy là mình phải gặp với lại chiến đấu nhiều đối thủ nặng ký nào không? Dạ thật sự là nặng ký thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều cái nặng ký, tại vì em có 50 ký rồi, còn mấy người kia hơn thì ví dụ như bé ba cầu cầu rồi đó thì mấy người đó sẽ gấp 2 con người của em nha mọi người, có thể là gấp 3 luôn, nên ngày hôm nay là rất mong là mọi người sẽ đến đông đủ để ủng hộ cho 18 cô gái vừa qua tập luyện trong cuộc thi sắc đẹp của Loto Sài Gòn Tân Thời. Thì mọi người hãy nhanh đến sân khấu để tìm cho mình một cái chỗ thích hợp đẹp để mà xem được 18 cô gái này sẽ làm những gì, để mọi người thấy được, chứng tỏ được cái năng lực của sắc đẹp của mình, không những là vừa đẹp mà vừa thông minh và có tài nữa nha mọi người. Rồi đây giờ hỏi em một xíu nè, Thí Diễm á, ba mẹ con của Thí Diễm, Diễm Huệ với Cẩm Nhung á là tuyên bố là ba mẹ con là sẽ vô hết top 3 giật giải nè. Rồi còn bé ba thì tuyên bố là bé ba sẽ là hoàng hậu, thì em cảm thấy cái lời tuyên bố nó làm sao? Thật sự người ta thường nói 30 chứ phải là Tết đâu mọi người, thì những người đó tự tin thái quá thì kỳ vọng và hy vọng nhiều thì cũng sẽ thất vọng nhiều thôi. Em cũng không có gì để đáng sợ và đáng gờm hết. Thật sự thì cái năng lực của em rồi vậy. Đại đế mới đi kỳ nói đó. Chắc nó ở chung nhà với ba người đó đó. Thật sự thì cái năng lực của em thì em sẽ tự biết được và khán giả cũng công nhận được là em đi sẽ đi được tới đâu. Thì mọi người hãy cùng theo dõi cái hành trình này cùng Lumi nha, xem ai sẽ là được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Đấy là hai khán giả đó, mà đến sớm 2 giờ là có đã khán giả tới rồi. Dạ. Chỗ hết trơn rồi. Thì mọi người ơi, thì là chương trình ngày hôm nay sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Thì mọi người mau mau đến để ngồi những cái chiếc ghế và những cái view đẹp để ngắm nhìn cho rõ cái hoa hậu nha. Còn cái khán giả ở ngoài xa thì rất mong là mọi người sẽ không đi xem được, nhưng mà rất mong là tối nay mọi người hãy chia sẻ và comment hoặc là nhiệt tình và ủng hộ cho cô gái mà mình thích nhất.
Rồi, cảm ơn My. Giờ My chia sẻ một xíu là cái quá trình tập luyện của mọi người chuẩn bị cho đêm bán kết này như thế nào đi. Mình tập luyện được trong bao lâu rồi? Dạ, quá trình tập luyện trong đêm bán kết này là được diễn ra là 4 tuần. Tầm 1 tháng đó mọi người, thì mỗi ngày một tuần sẽ tập 2 lần. 2 lần và mỗi lần là sẽ ra đến là 3 đến 4 tiếng. Mặc dù là mọi người thấy lên sân khấu sẽ nhảy vài động tác và diễn trong vòng 2-3 phút thôi, nhưng mà thật sự là 18 con người mà hợp lại á mọi người, thì là kiểu là tập rất là lu bu. Cái đội hình nó đi phân chia nhiều thứ lắm, nên hả mọi người phải hả căng chỉnh từng cái nhịp điệu để mọi người ra, để mà sao làm sao cho đủ cái nhạc, thích hợp cái nhạc để hợp lý khi mà mọi người xem cái phần trình diễn đó.